nhìn ra bao la chưa các bạn? Đã chưa? Chào các bạn, mình đã tới được huyện Đắc Tô rồi, tỉnh Kon Tum. Đây là phía sau lưng mình là nhà rông của trưng bày của huyện Đắc Tô. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường để tiến về huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để chinh phục cột mốc ngã ba Đông Dương giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Chúng ta đã tới nơi rồi cô chú anh chị các bạn ơi, những người bạn đồng hành của Mây Lang Thang ơi. Chúng ta đã đến được cửa khẩu quốc tế Bờ Y rồi. Wow, quá là đã luôn, quá là tuyệt vời luôn. Còn gì sung sướng bằng nữa. Ngừng lại, ôi có mấy bạn dê dễ thương quá kìa. Chào buổi sáng tất cả các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai trong chuyến hành trình từ Sài Gòn đi ngã ba Đông Dương của mình. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Pleiku. Đang 5 giờ 45 sáng thì 5 giờ mình đã dậy rồi, vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị lên đường đến ngã ba Đông Dương, huyện Ngọc Hồi nha các bạn. Thì đây có một cái này, mình ở khách sạn nhiều, mình chia sẻ với các bạn nè. Đó. Mình đi xa mà mình chỉ mang hai bộ đồ thôi. Mang nhiều quá, ba lô nó nặng lắm. Hai bộ đồ là gọn nhẹ với cái quần đùi đi tối mặc ngủ thôi. Còn lại là mình sẽ giặt, mình đi đến khách sạn thì mình sẽ giặt, mình phơi nó khô hết nè các bạn ha. Đó, nhờ có cái quạt là nó khô hết rồi. Giờ mình sẽ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường nha các bạn. Đón xem hành trình ngày thứ hai đi ngã ba Đông Dương rất là thú vị. Lên đường thôi các bạn ơi. Rồi. Tạm biệt thành phố Pleiku, mình đi về Kon Tum và ngã ba Đông Dương thôi. Mới sáng sớm là căng thẳng phết. Wow, hôm nay mình ở bữa nay view cũng ổn lắm các bạn, cũng đẹp á. Hôm qua tới tối quá không quay được gì, sáng ra đi dạo vòng ngồi đó uống cà phê cũng đẹp. Giá phải chăng 160k phòng quạt. Ok, sau này có quay trở lại Gia Lai sẽ ghé ủng hộ tiếp homestay Lắc View homestay. Lên đường. Được, Lê Thành Tôn. Từ đây mà mình đi từ thành phố Pleiku mà đi về ngã ba Đông Dương là 132 km nữa các bạn. Điện thoại, bóp tiền đủ, máy quay đủ, pin sạc dự phòng đầy đủ, đến đường. Rồi, hiện tại bây giờ là 6 giờ 20 phút sáng rồi, mình xuất phát từ thành phố Pleiku để đi Kon Tum, thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi, xã Bờ Y. Cột mốc ngã ba Đông Dương giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Let's go cô chú anh chị các bạn ơi, ngày thứ hai đường đi ở cái thành phố Pleiku này thú vị lắm các bạn, giống như nó lên dốc xuống dốc lên dốc xuống dốc, nhiều dốc lắm, giống như cũng giống Đà Lạt vậy, nó bởi vậy người ta gọi phố núi Gia Lai Pleiku phố núi. Sáng ra thì trời có mưa nhẹ nhẹ đây, mát, không khí là rất là mát mẻ luôn á, đi buổi sáng này thích ghê. Nói chung ngày hôm nay là mình đã ngủ được ngon giấc và tối ngủ ngon nên bữa nay tinh thần rất là sảng khoái luôn, sáng là lúc nào cũng sảng khoái. Không khí thì mát mẻ nữa, mặt trời lên luôn rồi, mình đã dậy rồi thì vừa mới đi ra được một chút thì đi đường gặp con ong nó chích vô một cái ngay cái ngực áo, ngay cái camera, vị trí mình đeo camera hành trình luôn,
hình như nó nhìn vô camera nó thấy nó hay sao, nó cho mình một phát một cái đau điếng người luôn. Giờ mới đỡ đỡ. Ôi bởi vậy đi quay video thật là vất vả. Các bạn thấy mình cực quá thì cho mình một lượt like và một đăng ký kênh nha. Xem là bị ông đốt đau á. Nói đùa vui với các bạn thôi chứ bây giờ là mình hôm qua thì mình đi được khoảng 500 km luôn, đúng 500 km luôn á cô chú anh chị các bạn. Từ nhà mình Thủ Đức mà đi lên tới thành phố Pleiku này là đúng 500 km luôn. Hôm qua chạy chậm chậm 50-60 km/h, vừa đi vừa ngắm cảnh vừa quay video. Hôm nay cũng vậy thôi, mình cứ tiêu chí mình đi chơi là nó phải chậm chậm và nó an toàn, đi đến nơi về đến chốn và không có gây ra những cái phiền toái cho bà con ở cái nơi mà mình đi đến. Đó là tiêu chí mà mình đi chơi. Bây giờ mình sẽ đi tới thành phố Kon Tum và mình sẽ kiếm một cái quán nào đó để mình ăn sáng. Ăn sáng ở Kon Tum đi, hôm qua đã ăn tối ở Gia Lai rồi thì bữa nay sẽ ăn sáng ở Kon Tum nha cô chú anh chị và các bạn. Thành phố Pleiku tạm biệt quý khách. Kon Tum 42 km nữa, xã Ia Sao 9 km. Let's go, đi thẳng về Kon Tum. Con dốc nó cứ lên xuống rồi, nhìn xa xa tới đường chân trời luôn, đẹp tuyệt vời. Tây Nguyên đại ngàn. Đi hết con dốc lớn cái tới con dốc nhỏ, dốc nhỏ nó cứ nối đuôi nhau, chứng tỏ ở đây ngày xưa là những quả đồi. Người ta đã ban những cái quả đồi để người ta làm đường để cho nó bớt dốc. Làm cái tuyến quốc lộ 14 này là cũng là một cái gọi là một cái kỳ công luôn á, biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu sức lực tiền của bỏ vô đây để ban những cái quả đồi, những cái khu rừng để làm nên được cái tuyến quốc độ lộ 14, tuyến đường huyết mạch của nối với Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và miền Bắc Trung Bộ của mình. Thì hôm nay mình sáng mình có ngồi nói chuyện với một thằng em cùng ở chung homestay với mình đó. Nói là lên Gia Lai với lại Kon Tum vào tháng 10, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 á thì có hoa dạ quỳ nở đẹp lắm. Có thể nếu có cơ hội thì mình sẽ quay trở lại Gia Lai, Kon Tum, Tây Nguyên vào tháng 11 để đi ngắm hoa dạ quỳ cũng như là đi tham quan núi lửa Chư Đăng Xê. Phía trước là núi kìa, let's go. Ây da, con ong nó chích vẫn còn nhất. Wow, phía trước mình là dãy núi Trường Sơn, rất là hùng vĩ luôn. Mình đi lên tới tỉnh Gia Lai thì bắt đầu thấy những dãy núi Trường Sơn à, những ngọn núi thuộc dãy núi Trường Sơn sừng sững à. Đi ở khúc mà Đắk Nông với lại Đắk Lắk thì chủ yếu là những quả đồi thôi, ít có núi cao. Mà lên trên này thì núi nhiều. Sáng giờ quên, ngày mới bắt đầu thì chúc cho tất cả cô chú anh chị các bạn một ngày mới ngập tràn năng lượng, thành công trong cuộc sống và nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay là mình cảm giác như năng lượng mình nó còn nhiều hơn ngày hôm qua nữa, sung hơn ngày hôm qua nữa. Ngày hôm qua mới đi nên còn e dè. Kính chào quý khách địa phận tỉnh Kon Tum rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Wow, mình đã tới Kon Tum rồi, lần đầu tiên đặt chân tới địa phận tỉnh Kon Tum. Hôm nay đi đến Kon Tum buổi sáng như vậy quay cảnh đẹp quá.
hôm qua mình đi mà nếu mà tối qua mà ráng đi nữa thì để tới Kon Tum thì không bỏ lỡ những cái thước phim đẹp rồi. Những cái cảnh khung cảnh quá là hùng vĩ, thể hiện được cái sự gọi là câu nói của cao nguyên đại ngàn, lột tả được hết những vẻ đẹp của Tây Nguyên. Cổng chào đường Hồ Chí Minh hả ta? Chào mừng cách mạng tháng 8 à, thành công tỉnh Kon Tum ngày 19 tháng 8 và ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 à. Cổng chào của tỉnh Kon Tum các bạn ơi. Chào mừng thành công của cách mạng tháng 8 và lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Ở đây thì chỉ chạy 50 km/h thôi. Chúng ta đã đến thành phố Kon Tum rồi các bạn ơi. Đó, cờ hoa rực rỡ mừng ngày cách mạng tháng 8 và lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Có cờ, có hoa. Mình mới ăn uống chả cáo Quy Nhơn xong cô chú anh chị các bạn ơi. Ngon bộ rẻ, chỉ có 20k thôi, 20.000 thôi. Tiếp tục hành trình đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, 87 km nữa. Let's go. Xăng lần thứ 3 60.000 các bạn ơi. Lại là một con dốc. Mình vừa đi ra khỏi thành phố Kon Tum để về huyện Đắc Tô nha cô chú anh chị các bạn. Đến đây thấy cánh đồng cà phê bát ngát luôn các bạn ơi, bao la bát ngát luôn. Hôm qua mình đi may mắn ghê, buổi sáng thì mưa nhẹ nhẹ bay bay, buổi chiều thì không có mắc mưa. Hôm nay thì hy vọng là trời cũng sẽ mát mẻ và không mưa. Wow, cánh đồng cà phê rộng bao la luôn, quá đẹp. Mỗi cây khổng lồ, cây cô đơn. Rất là nhiều những cái lưu hương người ta thờ ở chỗ đó. Một nơi linh thiêng. Wow, núi non trùng trùng điệp điệp. Dãy trường Sơn Đông. Đường quốc lộ 14 đoạn này thì mình còn thấy còn để là đường Hồ Chí Minh. Wow, nhìn ra bao la chưa các bạn? Đã chưa? Đẹp quá, đẹp quá. Wow. Tuyệt vời luôn, bao la tầm mắt luôn. Cầu Diên Bình, đường Hồ Chí Minh.
quá đẹp luôn, phải nói là quá đẹp luôn. Đẹp mới người, đẹp rúng người luôn. Wow, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp các bạn, quá đẹp cô chú anh chị và các bạn. Ở đây mình thấy bà con phơi lúa hai bên đường, phơi lúa nhiều rồi, ngay mùa gặt lúa quá chừng luôn. Hình như là nhà nào mà có làm lúa là đều nay là đều đã thu hoạch hết rồi, quá chừng lúa, phơi lúa và phơi ngô, phơi bắp, phơi lúa nữa nè. Tới tỉnh Kon Tum mình mới thấy cái cảnh có cánh đồng lúa. Mình đi những cái tỉnh hôm qua mình đi thì mình không thấy, không biết là có trồng lúa hay không thì mình không rõ lắm, nhưng mà mình không thấy cánh đồng lúa, phơi lúa. Ô, đây có thanh long nữa nè, bà con ở đây trồng thanh long nữa. Nói chung là cũng đa dạng cây trồng á, tỉnh Kon Tum này trồng cũng đa dạng các loại cây trồng, cao su nè, cây cao su. 50 năm chiến thắng Đắc Tô 24 tháng 4 2022, 24 tháng 4 2072 là có một cái trận chiến giữa quân đội nhân dân Việt Nam mình với phe đối lập, là một cuộc chiến rất là cam go ở huyện Đắc Tô. Mình có đọc sơ qua thì điểm cao 602 thì phải, điểm cao 1050 1490, và vào ngày 24 tháng 4 năm 1972 thì quân đội của nhân dân Việt Nam mình đã giành thắng lợi và giải phóng được huyện Đắc Tô, giành được ở đây gọi là một cái căn cứ, một cái địa điểm căn cứ địa luôn, giành được Đắc Tô thì mở màn cho cái cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, chiến thắng năm 1975. Wow, phía trước là núi. Sau này mà có dịp được quay trở lại Tây Nguyên thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về một lịch sử, một số cuộc chiến cũng như là địa danh để chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn luôn. Lần đầu tiên thì đến đây còn rất là nhiều những cái bỡ ngỡ. Mình mà học lịch sử hay địa lý gì á thì mình phải đi trực tiếp đến những cái địa điểm như vậy nè, thì mình mới hiểu rõ hơn được về con người, về văn hóa, về những cái sự kiện lịch sử đã diễn ra. Nó sẽ ghi sâu hơn, nó sẽ ghi sâu hơn trong đầu mình. Nếu mình học qua sách vở thì nó chỉ một phần nào thôi, hoặc là những cái đoạn phim thì nó sẽ cũng tốt, nhưng mà mình đi trực tiếp đến thì nó sẽ là một cái gì đó nó ghi sâu trong đầu mình luôn. Những cái địa danh, những cái nơi mình đi, mình đến, những cái vùng miền, những con người, cuộc sống, văn hóa, địa lý. Chứ hồi xưa mình học lịch sử địa lý dốt lắm. Đọc sách nó khô khan quá các bạn, quá cô chú anh chị các bạn. Phải gặp một người thầy, người cô, người giáo viên nào đó dạy nó vui hay gì đó thì mình còn có tiếp thu được, chứ mà dạy theo kiểu giáo khoa nó khô khan thì mình
không thể nào mà vô đầu mình được, hoặc là chỉ là còn là những cái kiến thức mang máng trong đầu thôi, không có gì là rõ nét hết. Mình sẽ quẹo trái để đi về huyện Ngọc Hồi, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, 19 km đường Hồ Chí Minh. Đi thẳng nữa là mình tới thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam luôn rồi cô chú anh chị các bạn. Wow, ở đây là nhà rông này. Nhà văn hóa huyện Đắc Tô. Đến đây mình quay một chút hình ảnh. Dựng xe ở đây chút chắc không sao đâu ha. Mình tới nhà văn hóa huyện Đắc Tô. Một ngôi nhà rông được phục dựng lại. Đến đây thì quay một đoạn video chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn. Bên kia là tượng đài chiến thắng Đắc Tô. Bên đó. Chào các bạn, mình đã tới được huyện Đắc Tô rồi, tỉnh Kon Tum. Đây là phía sau lưng mình là nhà rông của trưng bày của huyện Đắc Tô. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường để tiến về huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để chinh phục cột mốc ngã ba Đông Dương giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia ở xã Bờ Y, cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Cùng theo chân May lang thang các bạn, let's go. Sẵn đi đến đây thì mình đi một vòng ngay chỗ tượng đài Đắc Tô luôn các bạn. Bên này bên mình là phía sau mình là có một chiếc xe tăng lịch sử, ghi dấu lịch sử của trận chiến Đắc Tô năm 1972, còn rất là mới hoành tráng luôn, được phục dựng lại. Hai chiếc nha các bạn, ở bên phía bên kia một chiếc nữa, hai chiếc xe tăng. Thành tích kiếp xe tăng 377 ngày 24 tháng 4 năm 1972, xe tăng số hiệu 377 thuộc đại đội 7 tiểu đoàn 297, nay thuộc trung đội 2 đại đội 7 tiểu đoàn 3 lữ đoàn 273, tham gia chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh do thiếu úy Nguyễn Nhân Chuyển trung đội trưởng chỉ huy, đã chiến đấu anh dũng tiêu diệt 7 xe tăng M41 của địch trong một trận đánh, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ngày 9 tháng 1 2009, kiếp xe tăng 377 được đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cái kính xe là bể, vẫn còn để nguyên kính xe bể. 377, xe tăng 377 rất là đẹp luôn. Một vòng quay chia sẻ đến chú anh chị và các bạn. Bên kia là xe tăng 472. Đây là xe tăng 472. Tượng đài chiến thắng Đắc Tô. Chiến thắng Tân Cảnh Đắc Tô. Tạm biệt thị trấn Đắc Tô, mình tiếp tục lên đường đến huyện Ngọc Hồi để tham quan cột mốc Đông Dương, cột mốc của ba nước Đông Dương. Thì cái chỗ công viên huyện Đắc Tô thì các bạn dễ đi, mà các bạn cũng dễ đi, mình đi trên đường quốc lộ 14 là mình sẽ
gặp công viên kỷ niệm chiến thắng Đắc Tô. Núi rừng à, mình đi tới đây thì cảm giác là mình đang đi lên nhiều hơn là đi xuống của chú anh chị các bạn. Đang đi lên cao. Từ huyện Đắc Tô đi đến cột mốc ngã ba Đông Dương là chỉ có cách 40 km nữa thôi. Wow, đẹp chưa? À quên, đường này là chỉ cho 50 km/h thôi. Đường hai làn xe cơ giới này. Tí nữa chạy 60 là coi như là bị vi phạm tốc độ rồi. Wow, đẹp chưa? Trời hôm nay trong xanh. Rất là đẹp luôn. Đi trên cái tuyến quốc lộ 14 này thì cô chú anh chị các bạn cũng không phải lo về vấn đề chạm xăng đâu nha. Cũng có tầm khoảng vài chục km là có một cái chạm bơm xăng à. Mình đừng có để xe mình nó cạn xăng là được. Còn tầm khoảng hơn 1 lít xăng là mình đổ là vừa. Là mình đi bơm vô là vừa. Đây có cái cây gì mà nó màu đỏ chói đẹp kìa. Cây lá đỏ hết. Thường là cây lá để màu xanh để quang hợp. Mà cây này lá màu đỏ không? Không biết nó có đổi màu không? Đoạn đường mà chỉ có hai cái làn xe chạy thì nó thì tốc độ tối đa mình được chạy chỉ có 50 km/h thôi cô chú anh chị các bạn ơi. Xe máy đối với xe máy mình là 50. Hẳn là cửa khẩu Bờ Y. Quẹo phải là đường Hồ Chí Minh, quẹo trái là đường quốc lộ 14C. Bây giờ mình sẽ đi thẳng nha cô chú anh chị các bạn. Đến đây thì mình mới tạm biệt, tạm dừng chia tay đường quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, để mình lên cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Campuchia qua bên đây chơi nữa. Biển số Campuchia. Thì ở đây là mình gần lắm với Campuchia và Lào rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Ở rất là gần với lại Campuchia và Lào rồi. Wow, cái cây nở hoa đẹp quá. Wow, đỏ rực luôn. Ở gần với lại cửa khẩu quốc tế Bờ Y thì mình thấy là đa số là trồng cây keo, cây tràm và cây cao su. Ở đây là nguyên một rừng cây keo luôn nè. Cửa khẩu Bờ Y gần tới rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Chúng ta đã gần tới Bờ Y rồi. Yeah, 2 ngày, sau 2 ngày rong ruổi trên tuyến quốc lộ 14 thì chúng ta đã gần tới được cửa khẩu quốc tế Bờ Y và cột mốc biên giới, cột mốc biên phòng giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cột mốc Đông Dương. Oh, quả đồi xanh ngắt luôn. Ở dưới ngọn núi đó là ngọn đồi đó là cánh đồng lúa xanh ngắt luôn cô chú anh chị các bạn ơi.
chúng ta đã tới được cửa khẩu Quỳ Y, còn 12 km nữa chúng ta đã tới được huyện Ngọc Hồi rồi. Cửa khẩu Lào 6 km Campuchia, rẽ trái, mình sẽ đi rẽ trái nha cô chú anh chị các bạn, đến một cái ngã ba rẽ trái. Ngã ba lúc nãy thì mình rẽ trái theo hướng là cửa khẩu Lào, cửa khẩu Campuchia, Campuchia đúng rồi, cửa khẩu Campuchia, để đi về cửa khẩu quốc tế Bờ Y, không biết đúng không nữa cô chú anh chị các bạn. Mình đi theo Google Maps luôn, lần đầu tiên mình đến đây, đi qua một con đèo nè, con đèo rất là quanh co luôn. Vòng lại thôi các bạn ơi, mình đi sai đường rồi các bạn ơi. Đáng lẽ lúc nãy đó là ngay cái ngã ba biên giới là mình phải quẹo qua bên phía bên Lào mới đúng. Mình đi qua bên phía bên Campuchia, hàng chi lên cái đèo dốc cao ghê, không phải. Đường này vẫn đi được tới ngã ba Đông Dương. Nhưng mà mình phải đi, mình đi đường kia đi cho nó an toàn. Lần đầu tiên đến đây mà cũng không nên đi mạo hiểm. Cái đèo này nó rất là cao luôn các bạn, cái dốc cái núi nè. Quay lại, quay lại, quay lại. Chuyên gia đi nhầm đường là mình, nhưng mà đi nhầm đường thì lên đây thấy cảnh đẹp mới hồn luôn. Đây cũng lên đồi Ngọc Hồi, đường này 15 km mà đường này khó đi hơn. Mình hiểu rồi, mình vừa coi lại bản đồ là mình hiểu rồi. Ở đây á, đường này là mình lên cửa khẩu Đắc Khoi. Còn cái đường mà rẽ vào bên phía bên cái bản cột mốc nãy mà rẽ bên phía Lào á, thì đó mới là cửa khẩu Bờ Y bên đó. Vòng lại thôi cô chú anh chị các bạn ơi. Đèo này là khá là dốc luôn nha, rất là dốc luôn á, cao. Xa xa phóng tầm mắt ra kìa, đẹp chưa. Trồng sầu riêng rồi đủ thứ loại cây ở dưới. Đi lạc được ngắm cảnh đẹp. Đường đá mì nó trơn, chạy hết sức chậm rãi luôn, phù gắt ghê luôn. Đúng là đi đẹp, đi lạc lên trên này ngắm cảnh đẹp ghê luôn các bạn, cảnh đẹp quá. Không uổng công đi lạc chút nào. Nãy mình đi lên đây là mình thấy mình nghi rồi, tại vì mình cũng có coi trước một vài cái video clip trên mạng của các anh chị đi trước thì mình thấy ủa sao cái đường này thấy nghi rồi, nhưng mà thử đi luôn coi sao. Ô cây cà phê nè, có trái à, trái bằng ngón tay út. Giờ này hơn 10 giờ trưa rồi, gần 10 giờ 30 rồi, mình tranh thủ mình đi chứ mình cũng không la cà được. Hôm qua giờ đi chơi la cà nhiều quá rồi, gặp gì cũng ngừng lại quay hết. A few moments later. Phía trước mặt mình là ngã ba biên giới, lúc nãy mình quẹo nhầm qua bên phía bên Campuchia các bạn. Giờ mình sẽ quẹo bên phía cửa khẩu của Lào, cửa khẩu Bờ Y nha. Đây, ngã ba biên giới. Quẹo phải về cửa khẩu Lào nha cô chú anh chị các bạn. Tí nữa là qua Campuchia.
Đây mình thấy xe container quá chừng nè, đậu để qua cửa khẩu. Việt Lào, trạm dừng chân Việt Lào. Tới đây là có một cái chốt biên phòng để mình xin qua bên, mình xin qua bên bên trong ngã ba Đông Dương nha. Đi lên ngã ba Đông Dương. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phía trước mặt mình rồi kìa. Xin qua. Đây cả việc xe luôn. Không 37956439. Ký thủ tục xong rồi các bạn ơi, để lại cái chứng minh nhân dân, chút xíu nữa ra lấy vô lại. Giờ mình đi qua bên biên giới thôi, qua cục mốc thôi. Rồi em đi được đúng không anh? Dạ em cảm ơn. Ôi, cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Chúng ta đã tới nơi rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Những người bạn đồng hành của May Lang Thang ơi. Chúng ta đã đến được cửa khẩu quốc tế Bờ Y rồi. Wow, quá là đã luôn, quá là tuyệt vời luôn. Còn gì sung sướng bằng nữa. Ngừng lại. Ôi có mấy bạn dê dễ thương quá kìa. Ngừng lại đây chút. Đây còn có một cái siêu thị, trung tâm thương mại. Ôi, lên đường thôi các bạn ơi. Lên đường đến cột mốc biên giới thôi. Còn chân chờ gì nữa. Trưa nắng quá rồi, ở đây thì cũng có rất nhiều đoàn khách du lịch đến đây đi chơi này, tham quan cột mốc biên giới. Chỉ cần đi tới đồn biên phòng đăng ký là sẽ được vào. Đăng ký để lại chứng minh nhân dân là sẽ được vào. Có bán chùm chùm nữa. Ở đây cũng có bán những cái món quà lưu niệm nè, của những cái món quà lưu niệm đồ của Lào, của Thái Lan gì á. Chút xíu mình ra mình ghé mình coi mình có mua được món nào về làm quà cho gia đình. Wow, quá là tuyệt vời. Tới đây, đi tới đây cảm giác nó đã không các bạn. Lần lên đường thôi. Móc đi bên này. Đây là cửa khẩu Lào, cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đi qua Lào thì đi đó, còn mình không qua Lào mình đi cổng móc rồi. Đi bên này đoạn đường hơi xấu một chút. Còn có xe đi kìa, có xe đi lên kìa, đi theo luôn. Đoạn này là có cái công trình đang thi công nên là nó hơi dơ một chút, chứ thực ra đường cũng đẹp lắm, đường bê tông mà. Đây có công trình đang thi công chứ không phải là đường xấu. Khu vực hồ chứa nước sinh hoạt. Cột mốc giữa Việt Nam là Campuchia thì theo thông tin mình đọc được thì được
xây dựng vào năm 2008, xây dựng vào năm 2007 và được khánh thành vào năm 2008 giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cùng nhau xây dựng cây cột mốc này luôn, cô chú anh chị các bạn. Đánh dấu tình hữu nghị giữa ba nước Đông Dương. Đến đây cũng là rừng thông, đẹp cũng đẹp chưa? Đẹp giống như nãy mình đi qua đường bên Campuchia vậy. Đường lên cột mốc Campuchia. Đó, đường đi lên biên giới Campuchia. Ở đây có những cây thông to kìa. Cố gắng quay những thước phim đẹp nhất để chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn. Chim hót líu lo. Cảm giác rất là bình yên. Cây đồi đó thì bị chọc lóc rồi, còn có mấy cây à. Thì Việt Nam mình có hai cột mốc chung với lại các nước, ba nước, đó là cột mốc Đông Dương, cột mốc ngã ba Đông Dương, và cột mốc thứ hai thì ở ngoài tỉnh Điện Biên chung với Lào, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Thì cột mốc ngã ba Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia thì đánh dấu là điểm cuối cùng của đường biên giới giữa Việt Nam mình với nước bạn là nước Lào, và cũng là đánh dấu điểm đầu tiên của đường biên giới giữa Việt Nam mình với nước bạn là nước Campuchia và nước Đông Dương. Nước ở trong suối chảy là chắc mát lắm đây ha. Rửa tay chắc mát lắm nè. Chút xíu ra rửa tay rửa mặt cho mát. Nước ở trên khe trên núi chảy xuống mát. Ở đây mắc cái hàng cây nó che lại không nhìn xuống dưới được, nhìn xuống dưới rất đẹp lắm. Cuối cùng rồi, sau hành trình 2 ngày gần 630 km từ Sài Gòn thì mình cũng đã gần đặt chân được tới cột mốc ngã ba Đông Dương rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa thôi. Đi đến đây thì cảm xúc rất là khó tả. Đặc biệt là đi một mình nữa, nhưng mà mình không có buồn đâu. Đi tới đây thì cảm giác nó rất là lân lân và nó phơi phơi đã. Mảnh đất Tây Nguyên, đất đỏ Tây Nguyên. Lưu ý một điều nữa là cô chú anh chị các bạn đi đến đây thì nhớ mang theo giấy tờ tùy thân nha, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, để cho cán bộ biên phòng giữ lại kiểm tra. Chứ mà mình không có giấy tờ tùy thân thì nhiều khi cũng không có được đi vô đây cô chú anh chị các bạn ơi. Điểm mà một cái điểm mà tiếng gà, một con gà gái có thể ba nước đều nghe. Km 01 rồi, còn 1 km nữa thôi. Một chiếc xe đi xuống. Tới chưa? Wow, đây rồi. Cột mốc biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào, độ cao 1086m. Tọa độ. Quá đã. Quá đẹp, quá đẹp. Leo lên những bậc thang thì mới tới. Mình chụp tấm hình cái là mình lên nha.
Đây phía sau lưng mình là cái đường để đi lên cột mốc biên giới nha các bạn. Giờ mình sẽ đi lên trên phía trên cột mốc biên giới. Cô đi rồi à? Đang hướng mắt vô tới đây lên tới đó cái nghe cô hết. Cô lên chưa? Lên mắt tới đỉnh đó cái là xuống á. À dạ dạ. Giờ con leo lên. Ở đây mình trên đường lên cột mốc mình thấy trồng rất là nhiều những cái hoa dã quỳ nè. Đi đến đây vào những tháng 10 chắc là rất là đẹp luôn, mùa hoa dã quỳ nở rất là đẹp. Leo lên thôi. Một đoạn ngắn là tới rồi các bạn ơi. Xin chào các bạn nha, nắng quá các bạn ơi. Nắng quá nên mình xin phép mình đeo mắt kiếng nha. Đỡ chói mắt. Đoạn ngắn nữa là lên tới cột mốc Đông Dương rồi. Có thể nhìn ra được ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Hơi ngược sáng, hơi tối chút xíu nha. Tới rồi. Hiện tại là mình đang đứng ở cột mốc ngã ba Đông Dương, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Đây. Việt Nam, cột mốc Việt Nam. Được xây dựng vào năm 2007 nha các bạn. Sẽ đi một vòng ba nước Đông Dương cho các bạn xem. Đi qua đây, nước nào đây? Đây là Lào. Qua đây sẽ là Cambodia, Campuchia. Đó, đi chỉ có một vòng tròn là hết được ba nước rồi các bạn ơi. Đường này là đi xuống đất của Campuchia nha các bạn. Ở đây mà mình có flycam mình bay chắc sẽ đẹp lắm. Đi mình đi một đoạn thôi chứ không đi sâu xuống dưới được. Sâu xuống dưới là không được đâu. Đẹp chưa? Núi non trùng trùng đẹp đẹp luôn. Đất bạn, đất Campuchia. Bữa nay cũng có một cái đoàn khách du lịch đến đây tham quan chụp hình. Đây mình đang đứng ở bên phía cái hướng đất của nước bạn là nước Lào nha cô chú anh chị các bạn. Núi non trùng trùng đẹp đẹp luôn. Ở bên này thì nó thoáng hơn nên mình thấy được cái cảnh. Còn ở bên Campuchia lúc nãy cây bụi cây nhiều quá, mình quay ra xa không thấy được.
hụt chân. Bây giờ mình đi lên các bạn ơi. Đi lên lại, chút xíu nữa vắng vắng khách thì mình sẽ chụp hình sau. Khá là đông. Thì đi những cái con đường đi lên thì chỉ thấy đường của Việt Nam mình đi lên là đẹp nhất thôi các bạn ơi. Khách du lịch đến nhiều, không biết mấy nước khác có đến không, nhưng mà thấy Việt Nam mình thì con đường đi lên là chạy đá hoa cương rất là đẹp. Rồi, xin chào ngã ba Đông Dương. Bây giờ mình sẽ đi về thôi. Xin chào nơi có một tiếng gà gáy và nước đều nghe. Wow, đi về thôi. Giờ mình xuống dưới chân đồi, mình lấy xe và mình sẽ đi về, thử đi về theo con đường biên giới thử coi. Đường tuần biên. Hôm nay đi đến đây thì quá là thú vị và tuyệt. Ô, đây mình sẽ quay cái cảnh phía dưới nước Việt Nam mình cho cô chú anh chị các bạn xem. Lúc nãy mình đã đi hai đường, một đường là Campuchia, một đường là Lào. Đây chính là đường đi xuống của Việt Nam mình. Hẹn gặp lại ngã ba Đông Dương vào một ngày mới, một ngày khác. Xin chào. Xong xuôi các thủ tục chụp hình check in, rửa tay rửa mặt mát mẻ rồi. Bây giờ mình sẽ đi quay lại cửa khẩu Bờ Y để mình lấy cái chứng minh nhân dân và mình đi về Sài Gòn thẳng tiến thôi cô chú anh chị các bạn ơi. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi. Và đi về Sài Gòn thì chiều nay mình sẽ đi trước một đoạn và ngày mai mình sẽ đi tiếp. Chiều nay đi một đoạn, ngày mai đi tiếp nữa. Cảnh núi non trùng trùng đẹp đẹp. Thiên nhiên thật là hùng vĩ, ba nước, cả ba nước luôn. Bên nào phía nào cũng núi non, núi đồi trùng trùng đẹp đẹp hết cô chú anh chị các bạn. Chúng ta đã hoàn thành chuyến đi rồi, bây giờ là chuyến đi về thôi cô chú anh chị các bạn ơi. Cùng heo mây lang thang đi về lại Sài Gòn nha cô chú anh chị các bạn, để hoàn thành một chuyến đi một cách tốt đẹp và ý nghĩa nhất. Cũng là một cung đường, nhưng mà đi lên cái góc nhìn lại khác và đi xuống cái góc nhìn lại khác. Đẹp quá. Cứ nói là thôi để dành dung lượng thẻ nhớ của Google, mà đi tới đây gặp cái cảnh đẹp này thì không thể cưỡng lại được, lại phải bấm máy quay lên quay tiếp. Nước ở trên suối chảy xuống à. Ghé vô đây rửa tay cái. Chỗ lúc nãy mình đi mình gặp nè các bạn, nước ở trên cái khe suối nó chảy xuống nè. Dừng lại mình rửa tay rửa mặt cho mát rồi mình để đi tiếp. Wow, nước trên cao chảy xuống luôn. Nước rất là trong luôn các bạn. Nước trong và mát lắm. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Tiếp tục hành trình đổ đèo. Vừa làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh rồi các bạn ơi. Nói đùa thôi chứ mình đâu đi ra nước ngoài đâu mà nhập cảnh. Mình vừa lấy chứng minh nhân dân rồi. Chiều hôm nay thì mình sẽ chạy từ cửa khẩu Bờ Y, mình sẽ chạy về thị trấn Đắc Mi hoặc là thành phố Buôn Mê Thuột. Nói chung là mình đi tới tối là mình sẽ nghỉ thôi. Gần tới đó thì nếu mà không tới được thị trấn Đắc Mi thì mình sẽ ghé lại và nghỉ chân ở thành phố Buôn Mê Thuột luôn. Đổ xăng lần thứ tư 40.000 các bạn ơi. Mình đổ xăng cho ở đây mình đi tiếp. Tại vì mình sẽ đi cái đường biên giới, đường tuần biên, nên là mình phải đổ xăng trở đầy bình. Nhiều khi đi đường đó không có cây xăng như là đường quốc lộ 14.
Let's go. Nãy giờ vẫn chưa thấy quán cơm hết ta. Mình vừa mới coi lại Google Maps thì cái đường Tường Biên á, mình đi cái quãng đường nó cũng bằng với lại đường quốc lộ 14 luôn các bạn, cô chú anh chị các bạn. Đường lên ngã ba Đông Dương cảnh rất là đẹp. Ơi, không có cơm ăn à, mua bánh ăn các bạn ơi. Bánh gì ơi? Bánh ít như ngọt hay mặn à? Đấy. Bao nhiêu cái gì? 5 cho 2 cái. Như ngọt là nhưng đậu xanh à? Đậu xanh hết, đậu mặn đậu xanh luôn. Ăn mặn, ăn mặn. Cái ngọt cái mặn. Cho cái ngọt cái mặn cái gì? Mình vừa mới cà phê giỏng một chút xíu xong. Giờ tiếp tục lên đường cô chú anh chị các bạn ơi. Vừa ngồi suy nghĩ thì bây giờ cũng đã gần 2 giờ chiều rồi, mà nếu mà mình đi con đường Tường Biên á, quốc lộ 14E để đi về từ Ngọc Hồi mà đi về tới thị trấn Đắc Mi á, thì rất là xa, phải 330 km hơn á, thì tầm khoảng 9 giờ tối mình mới tới được thị trấn Đắc Mi. Đó là đi liên tục không nghỉ nha. Nên mình quyết định là mình vẫn đi lại con đường quốc lộ 14. Và mình xin hẹn lại cung đường Tường Biên. Có dịp mà mình lên trên cơm tâm mình sẽ đi qua con đường Tường Biên để dành đó. Sau này có cái quay chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn luôn. Hôm nay là trời vừa tối và máy quay phim cũng muốn gần hết dung lượng rồi. Nên là mình sẽ đi con đường quốc lộ 14 và mình sẽ về qua cơm tâm Gia Lai và mình sẽ về Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột. Nếu mà về không kịp Buôn Mê Thuột thì mình sẽ ngừng chân lại và nghỉ ở Buôn Hồ, thị trấn Buôn Hồ ở tỉnh Đắk Lắk. Khả năng là chiều nay cũng mưa luôn rồi. Let's go. Trên mấy quả đồi là trắng xóa luôn. Mưa cô chú anh chị các bạn ơi. Hôm qua đi không có mưa à, nhưng mà chiều hôm nay lại cũng mưa rồi. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vườn mi ai, con đường ngỡ đi chung đôi bây giờ chia hai. Hiện tại thì mình đã đi tới gần tới Pleiku rồi các bạn. Đây quốc lộ 14 nè, còn cách Pleiku 10 km nữa mà mưa từ trưa rồi luôn. Từ lúc mình xuất phát 2:30 tới giờ mưa rất là nhiều rồi. Lên đường, let's go. Xung quanh đây, cái đường đi đây là mình thấy cái hoa dã quỳ rất là nhiều đó, mấy bụi cây dã quỳ tới mùa nó nở hoa đẹp lắm. Hiện tại bây giờ là 6:10 rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Bọn ra trên quốc lộ 14 mình đang tiến về phía thành phố Buôn Ma Thuột. 65k cây xăng của BP Oil chứ không phải là petroleum của chú anh chị các bạn.
BVO thì nó cũng thuộc Petro Việt Nam thôi. Tiếp tục lên đường thôi, 120 km nữa là thành phố Buôn Ma Thuột. Rồi, gần 8 giờ tối rồi các bạn ơi. Mình đi gần tới Buôn Hồ, còn khoảng 75 km nữa mới tới Buôn Ma Thuột. Nhưng mà do là trời mưa hồi trưa giờ, có cái tay mình nó muốn lột cái da luôn, nó mưa, nước mưa nó phồng vậy á. Chạy từ trưa giờ mắc mưa, với lại đường nó trơn và hơi tối quá. Nên thôi mình muốn nhà nghỉ ở gần đây, ở bến xe E gì đó, E là Chun vậy. Mình sẽ chạy chữ dòng chữ dưới nha, cái địa chỉ cho các bạn xem. À, nhà nghỉ 150k thôi, 150 ngàn thôi. Giờ mình tắm rửa rồi đi ăn cái gì đó thêm. Quay sơ cái phòng cho các bạn xem. Đó, có cái giường. Đây, một phòng khác. Toilet. Hình tối. Vậy thôi. Chào các bạn nha. Đến đây thì video một ngày đi chơi ngày thứ hai của mình đã kết thúc. Ngày mai mình đi về là khoảng hơn 400 km. Xin chào các bạn.